Mẹ em bảo là không có nhà nào mà nghèo hơn là nhà em luôn. Em không có quốc tịch hay bị treo là online. Em không có giấy tờ bằng chứng là có em tồn tại trên thế giới này. Chỉ muốn được học giỏi, muốn được thay đổi số phận mình. Cái tính cách của em là nóng tính, quá lì, không bao giờ chịu thua. Và em thấy cái gì mà không được là em cắt luôn. Đàn ông đẹp trai đi ngang qua em không thèm nhìn, nhưng mà phụ nữ đi ngang qua là em nhìn từ đầu đến cuối luôn. Mẹ nghĩ là em không phải là con trai mà vừa không phải là con gái. Nụ cười của anh ấy là cực kỳ đẹp. Vì cái nụ cười đó cho nên em bị mê. Harry là một người cực kỳ có duyên. Đón xem Lần Đầu Tôi Kể với sự tham gia của ca sĩ Harry Won lúc 19 giờ Chủ nhật ngày 13 tháng 4 chỉ có trên HTV2.